ta cùng chung một mục tiêu là đưa sản phẩm tốt nhất tới người sử dụng. Chính vì vậy, đó là động lực thôi thúc đội ngũ Cano không thể không hành động. Từ đó, gần đây, sản phẩm máy lọc nước Cano Hirogen được nhắc đến như một siêu phẩm làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về sức khỏe từ nước. Tôi đã sử dụng một sản phẩm của Kangaroo này thì tôi thấy đây là một sản phẩm rất tốt, và cái máy lọc nước Hirogen này thì nó sẽ rất tốt sức khỏe, và tôi tin chắc rằng đây sẽ là cái sản phẩm là hiện tượng của trong năm nay ạ.